Thế giới đài với mừng chào đón thầy các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em tiếp tục đưa lên kênh một siêu phẩm. Con này thì nó là một siêu phẩm của hãng Saab. Và chiếc này là chiếc Saab QT88, hàng Nhật xuất sang thị trường của Đức, của châu Âu. Thế thì nói về QT88 thì em đã từng giới thiệu và bán rất nhiều trên kênh rồi. Nhưng mà gặp được những chiếc này thì nói cuộc đời môn đài của em thì chắc là chỉ gặp được 1-2 lần. Con này nó là hàng mới chưa từng sử dụng các bác nhé. Đấy. Và con này thì em sau khi hàng về thì em đã đăng tải ở Facebook và đã có một bác khách hàng chốt mua. Hôm nay thì em sẽ đưa lên kênh để test cho các bác cùng thẩm âm và cùng xem sản phẩm. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có giao hàng toàn quốc. Sản phẩm bên em bán hàng là đồ cũ nhưng đều có bảo hành 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Và sản phẩm trên bán được bảo hành 6 tháng. Cam kết sản phẩm là chưa sửa mạch. Và con này nó là hàng mới chưa sử dụng. Hàng này em mua tại Đức. Và sau đây thì em sẽ tiến hành quay sản phẩm cũng như là giới thiệu đến toàn thể các bác để các bác cùng chiêm ngưỡng sản phẩm. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Ngoài ra thì cho em xin một like để em có nhiều động lực làm nhiều video có chất lượng cho các bác cùng xem. Bác nào đang xem ở trên tính năng Facebook thì hãy ấn vào đường link fanpage của Thế Giới Đài. Đừng quên ấn tính năng theo dõi để cập nhật nhiều hoạt động của Thế Giới Đài ở Facebook. Và sau đây thì em sẽ tiến hành quay và giới thiệu các bác. Con này thì nó là hàng mới chưa từng sử dụng. Và lúc mà bóc để chụp cho bác khách hàng kia thì là em đã tháo ra. Đấy, đây là hộp của nó, cực kỳ là mới và lành lặn. Đấy. Con này thì độ mới thì miễn bàn. Anh nhìn chưa? Sụp chẳng phong. Đấy. Và đặc biệt một cái điều mà em muốn chia sẻ với các bác là con này còn cả pin này. Pin băng tét đi kèm. Đây ạ. Băng này là băng tét của nó. Chưa từng mở ra. Và pin của nó thì em cũng nói luôn với các bác là pin của nó vẫn còn rất là mới. Đấy. Bởi vì hàng này là hàng mới chưa từng sử dụng. Đấy, các bác nhìn quả pin này. Của nó biết là chất như nào. Còn pin này thì em chưa thử xem là nó còn pin hay hết pin. Nhưng pin này là cũng chưa dùng ạ. Đấy. Pin này là chưa dùng các bác nhé. Đấy. Thế nó mới gọi là đáng đồng tiền bát gạo. Con này thì giá của nó không phải rẻ đâu ạ. Giá của nó ở cửa tiền 60 triệu đồng. Em bên em bán hàng thì rất là công khai sản phẩm để các bác cùng theo dõi thông tin mua bán cho hợp lý. Chứ không như một số kênh là đăng lên là xong là cứ che giấu sản phẩm là giá bao nhiêu, bên em là nói luôn giá để các bác đỡ phải gọi điện mất nhiều thời gian. Giá những chiếc này nó ở cửa tiền 60 triệu đồng, không phải là rẻ các bác nhé. Đấy. Có cả dây nguồn zin đi kèm đấy ạ. Dây nguồn này thì nó là chuẩn này, thì chuẩn 3 chân này, thì nếu trường hợp mà những bác khách hàng mua thì em có thể sẽ gửi cho chân không phải chuẩn này. Bởi vì mua cái này về phải một là có ổ cắm 3 chân mới cắm được, hoặc không lại phải mua cái rắc đổ nguồn, đổ chân cắm. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì là đây ạ. Đây là loa của nó. Nó có một cái lớp giấy bọc ở đây ạ. Nhưng mà em đã bỏ ra rồi, bởi trước kia lúc mà chụp ảnh cho bác khách hàng này thì em đã bỏ cái lớp giấy bọc ở đây ra. Chứ còn thời gian lúc nó bọc một cái lớp giấy vòng quanh này. Con này thì nó là hàng mới chưa sử dụng, vì thế nên là gần như chưa có một vết xước nào luôn. Chưa có một vết xước nào các bác nhé. Đấy. Đây ạ. Các bác nhìn cái loa này. Đấy. Em quay cho các bác này. Được. Nó chưa có một vết xước nào luôn, mà đặc biệt là cái viền loa này của nó thì còn sáng bóng. Đấy. Đây là cái vết bụi và bụi nhá. Để em lau lên. Đấy. Đây. Cái này cũng là bẩn này. Đấy, lau hết. Đấy. Chưa? Đấy. Độ mới của nó là 99.99%. Đấy. Những chiếc này thì nó thật với các bác là ở thị trường Việt Nam gần như là không bao giờ có được, cả cuộc đời môn đài của em các chỉ gặp được 1 lần hoặc 2 lần. Đấy. Đây là hộp của nó này. Đấy, nó như này. Nó có một lớp giấy bọc bên ngoài nữa, nhưng mà em đã bỏ cái lớp ra rồi. Em sẽ tuần tự quay cho các bác để các bác cùng thẩm cùng xem sản phẩm cho nó vui. Và tiếp đến một cái phần cục quan trọng nhất là cục giữa này. Nó đây. Đây. Đầy đủ như thế này. Bây giờ em xin phép hạ camera xuống, bởi vì vừa đây là cái phần
hộp xốp kia là cần phải nâng camera lên, thì bây giờ em hạ xuống để quay cho các bác nhìn cho nó rõ. Các bác nắn lại một chút để em chỉnh camera. Thì ở đây thì một phần bây giờ phần sau của cái loa các bác này, từ cả cái chân cắm của nó này, chân cắm này, nó có cái chỗ cắm này rất là còn nguyên luôn. Đấy, em đã tháo ra test một lần rồi. Đấy, và sau đây thì em sẽ tiến hành mở từng phần ra để cho các bác, bỏ hết phần này ra. Đấy, loa này, để loa ra này. Chiếc này thì nó thật với các bác là nó không phải là một vài triệu, vì thế nên là phải cũng phải có bác có điều kiện mới có thể mua được. Lúc mà em tháo nó ra thì kể cả cái nó còn cả cái ni lông ở đây, nó còn cả cái ni lông rắn này. Đấy, nhưng mà em đã chụp ảnh và gửi thông tin cho bác khách hàng mua rồi, và bác này đã chốt mua rồi. Đấy, đã chốt mua và chuyển tiền cho bên em rồi. Em không dám gắn vào bởi vì gắn vào sợ nó xước. Đấy, để tạm để quay hình thức và test cho các bác. Bởi vì những chiếc này thì nó thật với các bác là nó là hàng cực kỳ hiếm, cực kỳ là hiếm đấy. Con này thì sau khi mà em mua thì mất một tháng em mới chuyển về được, bởi vì nó lại chuyển qua một cái kênh khác nữa, nên là thời gian vận chuyển nó mất hơi lâu. Đấy, nó chuyển ra một nước thứ ba. Đấy, nhất là những cái pin này các bác nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Và sau đây thì em sẽ tiến hành quay hình thức của chiếc đài và kết nối vào để test cho các bác cùng thẩm âm. Cắm điện test luôn, bác cùng thẩm âm sản phẩm mới nghe như thế nào nhé. Rồi, bây giờ em mời các bác cùng xem hình thức chiếc đài và độ mới của nó. Đây ạ, em đã ghép chiếc đài lại và cắm rắc rồi đấy. Và đây là độ mới của nó. Con này nó là hàng mới chưa từng sử dụng các bác nhé. Vì thế là các bác đừng lăn tăn về vấn đề về nó xước sát ạ. Nó sẽ không có vết xước đâu ạ. Và đặc biệt nó là hàng nhập xuất sang thị trường châu Âu thì nó lại càng cực kỳ hiếm. Con này sử dụng đa cầu điện. Và các bác nhìn cái phần núm nút của nó này. Đây ạ. Những chiếc đài mà mới chưa dùng thì cái phần này nó là xanh lép luôn ạ. Xanh lép luôn đấy ạ. Đấy. Đây phần đầu tư của nó các bác này. Bánh tì rồi là đầu tư, tất cả thứ là zin tuyệt đối, chưa một lần sử dụng. Bạn nhìn chưa? Cực kỳ là mới luôn nhá. Đấy. Nhất là phần quay sách của nó các này. Đấy, soi gương luôn. Đây là phần phía sau của nó này. Rất là mới. Rất là đẹp. Video này có thể là sẽ hơi dài. Vì thế các bác hãy nán lại để xem cho hết video nhé. Đây ạ. Cái này nó là cái vết bẩn đấy ạ. Một hai cái vết bẩn ở đây. Lại dạng như kiểu để lâu rồi nó có một cái vết bẩn không phải chảy xước đâu. Đây là cái vết ở cái túi bóng. Nhất là cái tép loa này các bác nhỉ. Cực kỳ là sáng bóng. Rồi, và bây giờ em sẽ test tính năng của nó cho các bác cùng thẩm âm nhé. Test nhạc thì em sẽ test bằng cuốn băng Tuấn Vũ Giao Linh Đôi Mắt Người Xưa. Cuốn băng này được rất nhiều bác thích nghe. Cuốn băng này là cuốn băng tape 2. Đấy. Băng thì em thu cũng tương đối chất lượng. Chiếc này thì có thể nói đây là lần đầu tiên mà em được sở hữu một chiếc mới như thế này. Và sau đây thì mời các bác cùng thẩm âm nhé. Xa xôi đã sỏi biển buồn,
mưa lạnh sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, chờ đi miền mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại đi nhọc hơi đau đêm mỏi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại nhưng lá thư xin hầu thuyền, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm chân ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như mời bác A chuyển sang cửa băng số 2 để thẩm âm. Tuy rằng nó đã mấy chục năm rồi nhưng mà chất âm của nó cũng như là dây cu loa bánh tì của nó thì chưa phải động chạm gì đến ạ. Zin toàn tập luôn ạ. Con này còn chưa mở ốc thôi bác nhé. Và quên xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bắn ngọn hồng diều quý. Tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng. Và quên xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngọn không diều quý. Tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thì video thì nó kéo dài rất dài thì đăng rất lâu ạ. Em sẽ hạn chế phần cắt xét một chút. Bởi vì kênh của thứ dài thì em đăng tải video thường nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 13 đến 15 phút.
nếu mà đăng tải dài quá nó sẽ mất thời gian. Và sau đây thì em sẽ chuyển sang test tính năng radio các bác nhé. Trước khi test phần radio thì xin giải thích với các bác một số những cái thuật ngữ về đài cassette mà liên quan đến trong tuần vừa rồi có nhiều bác hỏi. Thì có nhiều bác hỏi là cái QT88 hàng Nhật xuất châu Âu thì nó có gì khác nhau so với QT88 của nội địa. Thì nói về QT88 thì nó chia ra mấy bản. Một là bản nội địa của Nhật. Thì chiếc QT88 trơn thì bản nội địa của Nhật là nó sử dụng điện 100V. Ngôn ngữ ở trên chiếc đài bằng tiếng Anh, bằng tiếng Nhật. Và điện thì là sử dụng 100V. Công suất loa của nó là 16W. Và con QT88 tiếp theo mà nội địa của Nhật đó là con QT88 MK2. Thì loa của nó là 22W. Và chữ của nó cũng tên này là cũng bằng tiếng Nhật hết. Thế còn con QT88 mà hàng Nhật xuất sang thị trường của châu Âu ấy, thì là loa của nó là công suất 25W. Nó tương ứng với con QT90. Nhưng con QT88 mà xuất sang thị trường châu Âu nó chỉ có hai màu, đó là màu xám và màu trắng. Đấy các bác lưu ý nhé, nó chỉ có màu xám và màu trắng thôi, còn không màu đỏ. Đấy. Thì nó sự khác biệt lớn nhất là, thứ nhất là con phần radio này nó có 4 giải tần số này. Đấy là khác biệt nhiều nhất này. Thứ hai là ngôn ngữ ở trên chiếc đài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và con xuất sang thị trường châu Âu thì nó không có cái chỉnh equalizer ở đây, nó được tích hợp vào trong main. Vì thế nên là chất âm của dòng châu Âu này thì nó được đánh giá rất là cao. Và những con mà còn mới còn đẹp này thì gần như là phải vài năm em mới mua được. Đấy, trong cuộc đời môn đài thì nó thật các bác là phải có cái cả đời chỉ gặp được 1-2 lần. Và mua được nó giá của nó cũng rất là khủng khiếp. Đấy. Thì chia sẻ thêm ngoài lề cho các bác. Còn những bác nào có những cái ý kiến mà những cái thông tin gì bổ sung mà ngoài cái mục của em nói thì có thể bổ sung cho em để lần sau em có những cái video mà diễn thuyết các bác nó đầy đủ hơn. Đấy. Và bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm phần radio nhé. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước và khu vực. Đây là chương trình hành động số 30 thực hiện nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy. Sẽ phải chủ động vòng tránh chiếc xe máy này. Chùa Bộc Thái Hà đang bon xe, rất vui được thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Ai cả chúc quý khách một chuyến đi an toàn. Này, ông biết gì chưa? Lớn đổ xuống mặt hồ, giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây, đã xẻ dòng nước thành ba luống. Người dân ở đây ví con thác giống như ba thải lụa trắng ngần uốn lượn giữa núi rừng. Dưới mỗi thác nước đều có một cái hồ lớn, quý vị có thể chạm nên không lấy được thảo mị, số kiếp mà. Thảo mị nói, có khi tại số kiếp thật. Thảo mị cứ tưởng lấy được chứ đa là sướng, nào ngờ khổ. Của Ý có lịch sử hơn 100 năm nghiên cứu và phát triển, mang lại tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa, giãn phế quản, bảo vệ phế nang phổi. Không sao đâu, cứ nghĩ đến con vợ mới của chú đây là tôi lại sờn da gà, bụng nó át như là con. Em xin kết thúc phần test và giới thiệu chiếc đài QT88, một siêu phẩm mới chưa từng sử dụng ở đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn bác khách hàng đã ủng hộ sản phẩm trên. Em xin không tiết lộ thông tin khách hàng bởi vì bác khách hàng này mua về đi biếu, vì thế nên là mong các bác hết sức thông cảm về thông tin sản phẩm. Thì sản phẩm trên thì các bác cần mua thì em sẽ có những chiếc nó không có hộp xốp, chứ còn chiếc mới chưa sử dụng này thì gần như là bây giờ ở châu Âu cũng như là ở trên trang gần như là không có. Đấy, thì tôi đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài ở đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.